tọa lạc tại địa chỉ 2225 ngay mặt tiền đường Phạm Thế Hiển. Dự án Green River có vị trí khá đẹp khi nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm của quận 8, liên kề quận 4, quận 7 và quận 5, cách trung tâm quận 1 khoảng 10 km. Từ Green River, chỉ vài phút là có thể đến các trung tâm thương mại lớn như Vivo City, Crescent Mall, các khu chợ sầm uất như Bến Thành, An Đông, các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Pháp Việt cùng hệ thống các trường phổ thông hay đại học. Cũng từ vị trí đắc địa này, thật dễ dàng di chuyển đến các vùng, các khu đô thị kế cận vì nằm ngay mũi giao thông của 6 tuyến đường lớn: Nguyễn Văn Linh, Đại lộ Đông Tây, Trịnh Quang Nghị, Hồ Học Lãm, Quốc lộ 50 và đường tránh Quốc lộ 50. Trong vòng 3 năm tới, khi cầu Bình Tiên băng qua Đại lộ Đông Tây, kênh Tàu Hủ, kênh Đôi hoàn thành, giao thông tại quận 8 nói chung và tại dự án Green River nói riêng càng thêm thuận lợi. Trên tổng diện tích đất xây dựng 9.528 m², mức độ xây dựng chỉ chiếm 40%. Green River gần 1.554 căn hộ với hơn 50 tiện ích nội khu hấp dẫn, đem đến cho cư dân Green River một cuộc sống hạnh phúc, an toàn, đẳng cấp. Điểm nhấn của dự án là hồ bơi ngoài trời rộng 400 m² với thiết kế sang trọng hiện đại, phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Đây sẽ là nơi thư giãn cũng như vận động tuyệt vời cho tất cả thành viên trong gia đình sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí cho cư dân, dự án Green River ưu tiên dành 4 tầng, mỗi tầng rộng 3.500 m² để thiết kế một trung tâm plaza hoàn chỉnh. Chỉ ra khỏi nhà vài bước chân, cư dân Green River đã có thể mua sắm mọi sản phẩm cho gia đình và cá nhân, từ thực phẩm, gia dụng đến thời trang, mỹ phẩm. Tại đây còn cung cấp các dịch vụ thiết yếu của cuộc sống hiện đại như phòng tập gym, spa, nhà hàng, cà phê, ngân hàng, nhà trẻ, thư viện. Đặc biệt, Green River là nơi đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tư khu trò chơi mạo hiểm trong nhà. Không phải đi đâu xa, cư dân của Green River luôn có cơ hội chinh phục thử thách trong các trò chơi cảm giác mạnh đầy đam mê, mới lạ, hấp dẫn và mạnh mẽ. Một trong những đặc điểm tối ưu của dự án Green River chính là dấu ấn thiết kế mang phong cách Singapore năng động và hiện đại. Với vị trí giao thông thuận tiện cùng những tiện ích vượt trội, Green River là chốn an cư lý tưởng cho người dân thành thị. Green River còn được xây dựng bởi công ty cổ phần xây dựng Phước Thành, một nhà thầu, nhà thiết kế, tư vấn uy tín đẳng cấp tại Việt Nam. Có mặt trên thị trường gần 20 năm, Phước Thành đã chứng minh năng lực bằng hàng loạt dự án nổi tiếng như khách sạn 5 sao Nico Sài Gòn, nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa Vũng Tàu, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia, cao ốc văn phòng The Lion, khu du lịch biệt thự và nghỉ dưỡng cao cấp Grand World, chung cư The Harmoner, khu căn hộ và thương mại cao cấp The CBD. Mỗi một dự án của Phước Thành đều cho thấy dấu ấn của sự năng động, sáng tạo, tiên phong và trên hết là sự thấu hiểu tường tận nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng.